Đây là cái khế. Cái khế này nếu mà có ai ăn khế không? Ủa, khế này quá trời trái luôn. Ăn khế chả vàng nha. Các bạn có nghe sự tích ăn khế chả vàng không? Nguyên một cái khế này để quay từ trên tới dưới nha. À, nó đó trái quá trời trái luôn. Đó, cái khế này từ bên đây nè qua tới bên đây luôn, kế bên tay luôn nè, tới đây luôn. Đó, cây khế này rất là to. Đó, có ai ăn không? Mình bẻ một trái giơ tay là có luôn nè. Có ăn khế không? Ăn khế và chả vàng nha. Đặc biệt cái khế này là ăn rồi phải chả vàng. Biết tại sao không? Trái quá trời trái. Khế này là khế ngọt nè. Ăn là phải chả vàng đó. Để cuối cùng thì tôi nói các bạn nghe tại sao mà ăn khế chả vàng nè. Quá trời cái khế. Tại vì cái khế này á, quay gì đó các bạn thấy. Để hai cái khế nha, bóp cái khế ra nè, nó chua, trời ơi nó chua, bên cái khế luôn, nó chua dữ lắm, chua mà nó phải nói là chua, nước ra nè, cái này mà để vô miệng, trời ơi nó chua. Chua chưa có ăn mà đã chảy nước vải. Ôi, nè nó nước không à. Các bạn nào ăn không, ăn leo lên ăn ngay là tôi hái về cho ăn nè. Ăn khế là phải chả vàng nha. Biết tại sao ăn khế chả vàng không? Rồi các bạn sẽ thấy nè, tại sao ăn khế chả vàng nè. Chùa quá. Đây, ở dưới đây có cái cầu. À, cầu cá. Quẹ ít thôi nha. Đó, có cái cầu cá. Có nước nữa. Cái khế, một cái bên này, nếu mình ăn cái khế thì mình sẽ chả vàng thôi.